Em như Sài Gòn cách đây 5 năm, bây giờ vô lại rồi. Em dám khá dễ sợ luôn. Trời ơi, sướng gì đâu nữa. Hồi lúc em ở Đà Nẵng á, là em có làm mức bực á, cho Tùng để không bị đau hỏng kìa. Mà đoạn nó bị chảy vô, xong em quay lên theo luôn. Có chị, gì thú vị không? Nếu chị nghĩ là anh Tùng đọc bài viết em chưa? Lần đầu tiên á mà em thích Sơn Tùng là lúc nào vậy? Hồi xưa em nghe bài không à chứ em của ngày hôm qua nữa. Cái em kêu trời cái thằng muốn hát điên dễ sợ. Cứ ủ cả. Xong rồi tại em làm trong quán cà phê á mà mấy đứa cứ mở bệnh nó cả ngày đó mà em bực mình dễ sợ luôn. Xong nghe hỏi bị nhiễm cái về nhà cũng ủ đó đó. Cái bắt đầu lên xem thử thằng ai hát á. Cái là biết thân Sơn Tùng hát nhưng mà em là không nghe nhạc Sơn Tùng mà em toàn lên xem mấy cái mà clip mà chat show với lại clip mà trên YouTube á, mấy clip mà Sơn Tùng trò chuyện với phỏng vấn rồi đó, chứ em không thể nghe nhạc á. Cái tự nhiên em thấy cách nói chuyện với lại cái em thích. Ủa mà em lấy cảm hứng đâu ra mà viết bài đó hay vậy? Đó, mất tiền đó nợ. Em nói là câu chuyện thiệt của em mà. Mà câu chuyện mất tiền liên quan gì đến cảm hứng? Có nghĩa là lúc em bị mất tiền á, ý là muốn để có được mấy cái tiền đó là phải đánh đổi hết tất cả mất mối quan hệ. Ý là em không quan tâm đến những người xung quanh á, mà em chỉ chạy đi tập trung cho vấn đề là kiếm tiền thôi. Nhưng mà cái lúc em mất tiền á, là y cái chỗ em mất tiền họ mở nhạc bài Thái Bình Mồ Hôi Rơi. Mà đúng với cái câu là chạy theo đam mê con sợ con quên đi quê hương. Rồi xong nói chung là nữa đó. Cái là lúc đó em mới nhớ tới gia đình của em. Xong rồi nhớ tới ba mẹ. Cái xong là nhớ tới cái khoảnh khắc mà Tùng hát cái bài mà ở trên này biết mà đoạn khóc á. Đó. Cái em biết. Hồi lúc đó em có khóc luôn không? Trời ơi, em khóc như điên luôn á chị. Mục đích của em á là muốn chia sẻ kinh nghiệm của cái trường hợp của em cho mọi người biết là kiểu như là đừng có vì đam mê của tuổi trẻ mà quên đi gia đình của mình được rước. Cái là em biết. Chỉ nơi đây cô đơn riêng ta. Em đi xa quá, em đi xa. Chắc anh đó sẽ về. Ờ, có coi không? Cái lúc mà ờ đưa tay đi đúng không? Ờ. Đây là chỗ quay MV đó đó. Chương trình á thì có một cái món quà rất bất ngờ dành tặng cho em. Có một người đặc biệt đã làm món quà này cho em. Đúng rồi. Chị lại rung quá à. Chị mới rồi. Chị đây nè. Từ bình tĩnh. Hồi hộp quá hả? Coi nha. Hello Trinh. Biết nó như nào bây giờ nhỉ? À, món quà của Trinh thì thực sự đó là một món quà dành cho Tùng, mà Tùng cảm thấy một món quà giàu cảm xúc và giàu cảm hứng. Khi mà đọc những cái dòng chia sẻ của Trinh
thì thực sự khiến Tùng cảm thấy có một chút gì đấy nghẹn nghẹn ở cổ. Tùng không nghĩ là cái bài hát Thái Bình Mồ Hôi Rơi đó khiến cho bạn ảnh hưởng đến bạn một cách tích cực như vậy đâu. Và khi đọc những cái dòng cảm xúc đấy thì Tùng thực sự rất là bất ngờ. Wow, mình đã làm được một điều thật là tuyệt vời. Thì nhắc đến bài hát Thái Bình Mồ Hôi Rơi thì thực sự Tùng có rất là nhiều điều để có thể chia sẻ. Thực sự ca khúc này thì Tùng đã muốn viết rất là lâu rồi. Vì ca khúc này thì Tùng viết dành tặng cho bố của mình. Bố thực sự là một người rất là vất vả. Và khi nhìn đến những cái công việc của bố, khi mà nhìn thấy những giọt mồ hôi của bố, khi mà nhìn đến những tấm hàng mà bố phải bê trên đôi vai thì thực sự Tùng đã cảm thấy rất là thương bố rồi. Thương nhiều lắm. Và khi mà viết xong rồi và ngồi đọc lại những cái dòng đấy thì mình, ôi, có thực sự đây là những cái mà mình đã vừa viết ra không? Cảm thấy nó quá là tuyệt vời. Và thực sự là tuyệt vời đây không phải là một bài hát mà Tùng muốn nó thành hit. Không phải là một bài hát mà Tùng cảm thấy nó sẽ khiến tất cả mọi người có thể cảm thấy hay. Mà đơn giản là một bài hát nó như là một món quà nào đấy mà mình muốn dành tặng cho quê hương và dành tặng cho người bố tuyệt vời của mình thôi. Thì khi mà đọc những dòng cảm xúc của Trinh thì thực sự Tùng rất là vui. Vui vì tại sao? Vui vì những cái đam mê của mình, những cái ngẫu hứng của mình mà lại có thể ảnh hưởng đến mọi người, hay ảnh hưởng đến Trinh theo một hướng, chiều hướng tích cực như thế. Và nhân tiện đây thì Tùng muốn gửi một lời cảm ơn nhiều lắm, nhiều lắm dành tặng đến Trinh. Vì tại sao? Vì những dòng cảm xúc của Trinh nó như là một cái động lực gì đấy để Tùng tự tin hơn này. Có thể là một cái động lực vững chắc hơn để Tùng có thể vững bước trên con đường nghệ thuật mà Tùng đã lựa chọn, để Tùng có thể cảm thấy là mình đã lựa chọn đúng. Và càng ngày Tùng sẽ càng cố gắng hơn để tạo những sản phẩm hay nhất dành tặng đến cho tất cả mọi người, dành tặng đến tất cả những ai đã và đang ủng hộ cho Tùng, hay dành tặng đến cho Trinh. Và lời nói cuối cùng thì có lẽ là một lời nói mà Tùng nói đi nói lại hai lần rồi đúng không? Cảm ơn Trinh rất nhiều. Và dĩ nhiên cái lời cảm ơn này không thể là một lời cảm ơn suông được. Sẽ có một món quà vô cùng đặc biệt, rất đặc biệt dành tặng đến cho Trinh. Chờ một chút nhé. Suy tư như não của thằng này không ai trao yêu thì đen phải đúng thằng điên rồi trên khi khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi là ai cứ bán nào. Tôi vì ai mà ai vì tôi thì sẽ dâng trao. Đừng có ngoài đó thì ngó và đi sẽ e sẽ ra vào tay của tôi và hát. Tôi ngang có hát không phải rằng vừa đâu. Sự hình thành của Lady Killer 2 bắt được sự hình thành của John Baylor and Tree. Sự khai đập độc đáo đã tạo nên cái tên MTP. Ta sẽ nói bạn đến từng phút từng giây xung quanh một phương ngôi sao môi tôi khác biệt. Và thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi, chẳng làm khó ai hay là mất thời gian ai. Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay âm thanh cho đánh cao mỗi bước đi mỗi ngày. Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai. Bye.
đam mê. Con sợ con quên đi quê hương, quên mất một điều tuyệt vời, mãi là người con thời mình, là con bố mẹ.